Dạ xin chào cả nhà sáng nay. À, trưa nay thì mình ghé ở đường Lê Thánh Tông quận nhất cho mọi người. Ở đây bên này có cái bán cái món là bún miếng đầy gà vị gì? Đầy gà ha. Ô nhìn cái tủ nhìn hấp dẫn quá. Thịt xé rồi giờ làm nó có giò heo nữa hả? Ờ có giò heo nữa. Nhìn hấp dẫn quá ha. Hồi sáng có nói bà không? Có nói qua cái vụ mà đây có bò viên nữa. Có nói không? Bò nghe bò. Bỏ cái bò viên là ăn bữa bún miếng này luôn hay sao? Dạ, như là tại khách bò. Đang ăn cấp binh vậy đó. Đó. Dạ ha. Bởi vì lần đầu tiên mới thấy bán cái bún miếng mà nó có cái bò viên. Bò viên rồi có giò nữa. Yeah. thấy nó cũng hơi lạ. Bây giờ là bắt đầu chuẩn bị vô cái giờ cao điểm. Cao điểm ở đây là khoảng gần 12 giờ là ở đây rất là đông khách. Họ sắp một cái chồng tô. Đây là những cái hộp để bán mang đêm về này. Anh lấy gì anh? Bún gà. Ông phần bún gà về giá nhiêu vậy? 30 ngàn. Nhìn cái tủ gà xé nhìn hấp dẫn quá. Vậy là bữa nay thứ 6 là chị bán bún miếng gà. Còn bún bò là một tuần là bán mấy bữa chị? 3-5-7. 2-3-5-7. À 2-3-5-7. Bún bò là bán 3 ngày. Bún bò bán 4 ngày. 2-3-5-7. 4 ngày. Vậy là muốn bún bò là món chủ lực của chị á. Và cuối tuần mình có bán chị ha. Ngày nào em cũng bán 2-3-5-7 là em bán bún bò tôi sao cuối tuần bán đi. À chủ nhật cũng bán luôn. Rau muống bào. Cái nước mắm gừng đây mới là hấp dẫn này. Đó, bắt đầu là tới giờ cao điểm rồi đó. Thấy cái tủ hấp dẫn ghê mọi người.
không giá. Điều đặc biệt là ở chỗ những cái quán ở các khu quận 1 bây giờ người ta bán thanh toán qua app rất là nhiều chứ không phải là qua tiền mặt nữa nha. Tiền mặt cũng có nhưng cái số lượng bán mà thanh toán chuyển khoản nhiều lắm, nó khoảng chiếm 40-50%. Đây 11:30 thì dân phòng người ta mới bắt đầu nghỉ. Từ 11:30 tới 12 giờ tới 12:30 là cái lúc mà cao điểm ăn ở đây rất là đông. Một gà một cò viên hả? Đem một tô bún gà đi chị, gà xé đi. Gà bò viên đúng không? Gà bò viên như vậy. 50 anh ăn giờ luôn hả? Dạ. Dạ, bún đi chị. Ít ra gì nhiều quá. Đây nhìn cái tủ đá chưa, nhất lượng đấy, 30.000 một bàn. À,
mình thấy thì các cái xe bán thì cái kiểu này là phần lớn các cái chị người Huế. Hai nữa là cái món món bún bò là cái món mà được nhiều người thích nhất. À vậy là có cái món bún bò viên nữa, hàng gì mà có bò viên. À vậy là có bò viên nữa. Đào khách đông rồi. Đây cũng nhiều ghê. Đây một tô bún gà xé có giá là 30.000, bán ở cái trục đường Lê Thánh Tôn, cầu quận nhất nha mọi người. Đây gà xé ha, lại bán thứ sáu, còn gà 4 ngày thì bán món bún bò. Bún bò ở đây bán đông khách dữ lắm luôn đó, có vẻ là món này nó không đông bằng cái món bún bò. Bún bò gà trưa mà ghé lại cái đoạn này là đông nghẹt luôn. Này gà xé cũng khá là nhiều, tô là ở khu trung tâm Sài Gòn mà bán giá là 30.000, thì chỉ có những cái xe vỉa hè dài là bán với giá nó mới mềm vậy thôi, còn nữa là ví dụ vô các cái quán hàng quán nhà hàng rất là cao. Ở đây ăn vỉa hè cho nên là người ta sẽ bỏ từ rau nước mắm hay nhà ớt vậy đó, người ta bỏ sẵn hết cho mình luôn. Đó là thưởng thức thôi. À cái gà đó, gà ăn mình ăn, ăn thử ngọt. Gà xé ăn thơm ngọt. Mười giờ thì bắt đầu dọn ra rồi, nhưng mà khách đông mà thì khoảng 11:30-12 giờ rồi. Ai ăn thì ghé, ngày nào cũng bán ấy, bán nguyên cả tuần. Rồi bây giờ mình dùng cái tô bún này, bún gà xé, thịt gà xé trắng tươi. Khách hàng phần lớn là dân văn phòng nhiều, buổi trưa là cao điểm.